Đức Tính xin trân trọng kính chào toàn thể quý vị. Hôm nay Đức Tính lại trở lại nhà của anh Thiện. Hôm nay có Nhung với anh Kim đi trùng cùng cái gì. Chào anh Thiện. À, khỏe anh ha. Dạ. Anh Tay chào các cô chú nè. Chào cô chú. Hôm nay có thêm em Nhung, kênh Nhung Top 10 đến thăm gia đình anh. Dạ, cảm ơn. Thì Nhung muốn hỏi thăm gì đó thì hỏi đi. Em đi với anh em giới thiệu nhà mình đó. Em dạ. Tới thì thôi cho em gửi cái gạo mình trước đi nha. Dạ, rồi em chị. Chào chuyện xíu rồi em tặng quà cho mấy bé thêm. Để gia đình mình vô đây đi con. Vô đây con. Vô đây. Cái gia đình mình lên ngồi chỗ đi cho nó dễ quay. Ừ, lên đó đi. Bé nó bị bại nào nó bại nấu đó Nhung. Dạ. Ừ. Nhưng mà nó kẹp tiêu lên là bé cười nha. Ừ, cười không à. Từ ngoài cười đâu nói chuyện được. Ừ, không nói chuyện được luôn. Ừ. Anh lên ngồi luôn đi anh Thiện. Mà chích qua. Rồi Nhung trò chuyện gì với anh, trò chuyện đi. Được biết là nhà này là nhà tình thương hả anh Tính? Dạ, tình thương. Cho tập cứu chứ không. Vậy là con gái anh chuẩn bị vô học rồi mà chưa có tập sách gì hết. Dạ, chưa. Người ta cho tập cũ sao học anh? Tập cũ sao học được? Cũ tập một mấy nhỏ học kìa, học ngoái ta cho học lại á. Cái đó là sách chứ. Chứ nếu sách tập thì người ta học ta viết vô rồi mình đâu học lại được. Ừ, cứ tập vô mua sách ta cho. Người ta cho cũ thôi hen. Dạ. Có cặp, có viết, có bút mực gì chưa? Có bút mực người ta cho nè, bút mực ta cho nè. Không biết được. Vậy mình ở đây có hộ nghèo gì không anh? Dạ, có. Có cận nghèo em? Dạ, có. Ừ, có nghĩa có nhà từ thiện nè. Có cái căn nhà từ thiện rồi trở lại cận nghèo. Dạ, có cái nhà từ thiện này cho nên là cận nghèo. Ừ. Chứ ngày xưa là nghèo đó. Có cái nhà cái... Dạ, cái nhà chỗ này sạch sẽ, cột một hết trơn. Người ta đi nghe mấy nhà nước, không nhà nước á, tới nhà sạch sẽ. Nhà bà gia sạch sẽ, ta nhìn nhà tình thương. Dạ. Nè, đừng gõ con, đừng gõ. Dạ. Như vậy là giờ chỉ còn một bé đi học lớp 1 mà chưa mua gì hết trơn. Đâu bé gái đâu tập sách con tập cũ gì đâu, đem ra chú coi kìa. Vô lấy ra chú mượn coi. Rồi kêu lắm nha. Chị này thấy cưng nè. Em chưa thấy tội lắm. Chị khi ở nhà vợ anh á. Dạ. Lúc mà ở nhà là đâu có ấy, xiền dây xích ngang eo nè. Vậy hả? Xiền dây xích ngang eo quanh năm luôn, buông ra là đi đó. Ủa vợ anh là phải xiền dây xích ngang bụng vậy hả? Ừ. Mấy vợ mi em ở trên gặp chả nó bắt về rồi đi thả ra mà vợ nó thả ra. Ngày xưa đó là lúc mà hai người mới lấy nhau là chỉ có bị nặng vậy thôi. Dạ, ít hơn ít ha. Ừ. Ít rồi cái chân em nó lại rồi. Từ còn anh ngày xưa giờ luôn đó. Bỏ đi luôn. Từ từ bỏ đi luôn hả? Có nghĩa là chỉ đi đó giờ mấy lần rồi, ba bốn lần rồi. Ba đi năm năm. Vậy là có nghĩa là chỉ đứng đi nhiều lần rồi, là do là kinh chứ cũng không có ổn phải không? Nhưng mà đi mình anh nghĩ là không biết là có phải là ở chảnh mấy người kia có cho chỉ dùng chất kích thích hay không? Dạ. Mà vô ra là lên đó, vô ra là lên đó. Ừ, ngộ chứ. Nhà mình xích lại. Mà sao chị biết đường đi nè? Chị biết bị tự nhiên biết đi vậy. Buông ra là biết đi luôn. Buông đi ra nó đi rồi. Mà ở nhà thì là mình phải sử dụng di xích chứ thôi là đi luôn nha. Dạ, ở nhà dùng di xích ở nhà là xem nó là tập này cũ học này được không? Nhớ rồi. Coi cái này có tên họ của ai luôn nè. Cải cách rồi mà ta. Nè bọc bài tôm bài không bố. À, cái trường học này là có được học ấy không? Nếu mà học chương trình cải cách là được, không có được đó. Mấy cô giáo là học được. À, cô giáo là học được thì được. Ở đây là mình học đi học xa lắm hả? Đây học bên xa Tân Kiều á. À, tập này mới học được có một khúc à, rồi cho được cái này. Cô giáo mới mua cho. Cô giáo cho này hả? Dạ, cô giáo mới mua cho. Cô giáo cho được mấy cuốn anh? Dạ, cho có cuốn này. Ồ, có một cuốn hả? Dạ, cô giáo mới cho cuốn tập trắng học rồi mấy cái này. Đi học mà có cuốn mà cho quá. Cuốn này tập sách cũ mà cô giáo nói là mấy cái sách này học được phải không? Con gái cô nói học được hả con? Nè giống như cái này là không học được nè. Có rồi nè. À, tại vì người ta đã có tính trong đây rồi. Có tính rồi là không có học được. Đã ghi bằng mực luôn rồi, phải viết chì thì bôi cũng được. Dạ, đi. Dạ đúng rồi. Anh ba vẽ. Anh ba vẽ hả? Sao mà vẽ? Cái mấy cái này. Cái này anh ba mà vẽ gì? Anh ba sao vẽ? Anh ba không biết chữ sao mà ra được mấy cái số này con? Cái này ba vẽ rồi. Ờ người ta học phải không? Cái này cũng chứ là bé này anh có test rồi. Đọc số mà không được. Ví dụ như em đưa cái hàng số từ 1 tới 10 phải không? Dạ. Rồi em kêu nó đếm từ 1, đếm từ theo thứ tự á thì đếm được tới 10. À. Các em chỉ lộn số thôi là thua. Là không biết nha. À đảo số 1 là bó tay. Ờ à, có rồi. Ảnh luôn, ảnh cũng không biết chữ luôn.
gì tập sách cũ vậy không nè, có một số tập sách viết rồi thì đâu có học được nè, viết rồi vậy đâu có học được nữa. Bây giờ theo tính là bộ sách nó khoảng nhiêu tiền không? Bộ sách thì chắc cũng khoảng mấy trăm ngàn em. Mấy trăm. À, khoảng mấy trăm, dưới 500. Quần áo có chưa anh? Có, mới mua cho nó bộ đồ trắng nhậu mua đồ. Vậy hả? Thì qua cái câu chuyện thì em được biết đó là vợ anh cũng khờ, thì cũng bỏ đi mấy lần cũng như khờ mà đi nha, đi mà thích đi ăn xin vậy đó ha, mà xin thì không có chắc đâu biết tiền bạc gì. À, nghe gia đình kể là đã từng lên chảnh bắt về mấy lần, mà mỗi lần bắt vậy đó có một cái nhóm nó chống đối lại rất là khó khăn. Mỗi lần gia đình sợ luôn, gia đình sợ muốn chết luôn. Ừ, có nghĩa là giống như có tổ chức. Bởi vậy mình mới sợ là nó thuộc cái tổ chức. Gia đình sợ muốn chết mà tôi chẳng bắt được về là mừng rồi. Em nghe nói chuyện làm hiểu rồi đó. Cũng rất là tội, thì mấy bé thì được ba đứa con, mà vợ đi rồi thì anh nhà anh chăm, mà ở bên vợ nữa thì mẹ vợ nó bệnh, thì nhà bé lớn thì bị bệnh. Rồi mẹ vợ anh bây giờ còn thở oxy không? Dạ còn. Còn luôn hả? Dạ. À, vậy mới đâu ba mẹ trên chợ á. Thở oxy ở cấp cứu hay là xuống phòng rồi? Cấp cứu luôn hả? Vậy là cấp cứu luôn. Vậy là tình trạng cũng còn nhiều lắm. Dạ, nếu mà cấp cứu vậy còn nghĩ là ba vợ đi nuôi. Ba vợ đi nuôi. Bây giờ em hỏi anh này hen. Dạ. Gia đình anh rất là khó khăn, nhưng mà mẹ anh nằm viện từ đó giờ là bao nhiêu thời gian anh nhớ không? Không lâu rồi anh. Năm, chị biết không chị? Chị biết là bao lâu không? Rồi bây giờ nói chung là nằm lâu đi, nhưng mà bây giờ gia đình mình điều kiện khó khăn thì đừng hư tập con. Thì mình lấy cái số tiền nào để điều trị cho mẹ vợ anh? Tiền ở đâu mà có để điều trị cho mẹ anh á? Tiền có mấy mượn, có mấy bà gì. Mượn hả? Mượn hả? Dạ, rồi em thấy mượn bao nhiêu cũng đem về cho mẹ. Trời ơi. Sau này 2 tuần anh. À. 2 tuần cấp cứu hả? Là cái đợt này á hăng? Dạ, đợt này. À. Mấy đợt trước thì lâu rồi, không tính đi hăng? Nếu mà như vậy thì kinh tế lao động chính là có mình anh. Hả? Mình anh? Chính là có mình em. Có cha anh, cha anh thì, cha của anh thì cha vợ á. Dạ. Cũng khờ khờ đó. Đó hả? À, mà điều con cái là cũng còn bằng ruộng được là cha vợ á, cha vợ của cha vợ ảnh. À, cha vợ cho chú đó là hai công đất. Cho hai công đất để làm sinh sống đó. Rồi làm đâu có đủ sống, hai công làm đâu có đủ sống, rồi cũng có thuê thêm mấy công làm. Mà không biết năng suất sao vụ này sao rồi em? Không gành ha. Vụ này anh có nghe nói lúa thóc gì cắt chưa? Dạ chưa, tới 3, 4 thì cắt rồi. Trúng không? Dạ cũng được. Được ha. Dạ. Nhưng rồi ảnh nói chứ có bao nhiêu đâu, mình ảnh thì lo ba đứa con cũng đã vất vả rồi. Anh nói em nè, bây giờ cha anh muốn mặn mẫu đất đó, mà 3 tháng trời, 3 tháng mấy, dạ, không có được nhiều lời chứ. Đúng rồi. Còn chị trừ khi là cái vụ này trúng giá nè, chứ còn như mấy đợt rồi là... giờ là trúng giá, nhưng mà được giá không biết có trúng mùa hay không á chứ. Ừ. Chứ ngày xưa là 3 tháng mấy là có lợi nhuận có mười mấy triệu đó. Mà 10 công á. Dạ. Thì 2 công này em nghĩ coi đủ ăn. Rồi chạy đâu hết rồi. Như vậy rồi mượn tiền như vậy rồi mình cái sổ hộ nghèo của mình á, bệnh viện có trừ được cái gì không? Có tính không? Bệnh viện quá mà chưa đóng vô bệnh viện đồng nào á. Ủa không đóng được đồng nào, không đóng đồng nào sao ta cho ở được? Tại ta thấy mẹ nghèo, ta có hả? Ta lấy thuốc cho mẹ không được, cho mấy 200 nghìn á, cho bác sĩ á. Không biết cái chế độ cận nghèo thì bệnh viện giải quyết sao mình cũng không biết. Dạ. Còn mình hỏi anh thì em không biết. Bây giờ vậy đi, em cũng không giống như là lần đầu tiên em đến thì em quay cái video này, thì em thấy bé nó cần một ít tiền để mua tập sách ha. Dạ. Cho em gửi 1 triệu ha. Dạ, cảm ơn. Của cô bên Mỹ. Dạ, cảm ơn. Dạ, gửi cho anh để em mua tập sách cho bé. Dạ. Đúng rồi. Dạ. Sách vở cho con anh đi học đi ha. Dạ. Giúp cô học tập cái gì cần thiết. Cảm ơn chị. Dạ, về em đăng cái video lên, nếu mà cô đó có thương hay là các mạnh thường quân nào đó. Dạ. Thấy hoàn cảnh mình có thương nữa, gửi cái gì đó đến gia đình mình thì em sẽ quay lại em trao cho anh Thiện ha. Dạ, cảm ơn chị nhiều. Cảm ơn anh chị. Cảm ơn mạnh thường quân đi. Cảm ơn cô mạnh thường quân thôi. Bé này rất là tội nghiệp mà cô. Bé chỉ vậy nè. Bé nó không trả lời được gì chứ, cười không vậy đó. Còn bé này cũng rất là khờ, nhưng mà
không xác nhận được cái kia. Cái chị đã diễn tả cái chén màu xanh mà bé nó không biết, cái cô chỉ còn được cái bé nhỏ này nè, là rất là dễ thương, lanh lợi đi học mà hiện tại là chưa có gì. Chưa học không biết sao nữa. Cô gửi trước 1 triệu đi với cô rồi về rồi có gì thì cô cho con hay sao hết. Dạ, cô sẽ quay lại cho bé là nó có đi mua bánh nữa, nhưng mà bánh kẹo thì bên bên cái cơm của anh Tính đó cô. Còn hỗ trợ nhiều rồi cho nên là con không có mua nhiều, chỉ để dành tiền lại tặng cho bé mua quần áo với tập sách thôi. Rồi mấy con nè, ba bánh này nè, thích không? Thích. Má thì bánh rồi. Thích. Biết cái này của ai không? Cho ai? Cho ai? Chú Tính, chú Tính. Cho ai con? Cho ai? Chú Tính cho. Cho ai? Cho mấy con. Cho ai? Mấy con. Phải không? Chưa cho mà sao biết, chưa lên tiếng mà. Bây giờ nghe con hỏi là con tên gì? Con tên Lực. Hả? Tên Lực. Lực hả? Con mấy tuổi? Thôi con mấy để, tuổi anh để cho nó trả lời. Anh để bé nó trả lời. Con mấy tuổi? Nhớ kỹ coi, nhớ coi. Okay. Nhớ kỹ coi. Con mấy tuổi? Mấy tuổi con? Mấy tuổi không biết sao, mấy tuổi nè, nhớ coi. Rồi chị Hai kìa, cười kìa. Thằng trai con mấy tuổi nè, nói cho cô biết nè. Nói rồi. Gì ba tuổi? Con ba tuổi hả? Tuổi hả? Nhớ em là 10 tuổi mà. Rồi con tên gì nè? Anh 30 tuổi. Anh 30 tuổi rồi, rồi chị được. Hai. Chị Hai nhiêu? Chị Hai 14. Chị Hai tên gì? Tên Lam. Rồi con tên gì? Anh đừng nhắc nó nghe, anh đừng nhắc nó. Con mấy tuổi? 7 tuổi. Vậy đó hả? Bé thì đâu có nói chuyện hả? Bé nào nói chuyện không? Không nói chuyện được. Hỏi gì thì nghe. Nói thì nghe, kêu sách cái gì là cũng đi sách dùng được. À có nghĩa là nghe mình nói. À nghe mình nói. Nhưng mà không nói lại được. Không trả lời. Chưa hiểu gì đi đây. Nhưng mà có khi nào mà bé nghe mình nói mà bé có giận lên không? Dạ, có em có tự nó quá trời nó lấy tay nó quấn lên em không? Tự nó. Có nghĩa là nói không được thôi. Chứ cháu kia không có phải đâu. Bé vậy. Có mấy lúc mình cự nó quá ha. Cự quá trời nó giận nó quấn rồi. Dữ dằn luôn. Dữ dằn luôn hả? Rồi ảnh không nè, hiểu thiện trong người luôn. Không có biết luôn hả? Ừ. Tắm rửa nó không được. Vậy đó hả? Còn cái này là trước đó bây giờ mà cái thằng đó mà cô đi ra nữa, cô lấy cái đó mà con đang cô nói nhặt một tiếng, không biết thì cứ biết là cho nó biết thì rồi bé này là tiểu tiện không biết luôn hả? Tiểu tiện mà đi vô nhà thờ ỉa đó. Anh lo không đó, chứ không thôi là. Chứ không có bé này thì anh đi làm được rồi. Cái này mới có mẹ mới được chứ không có. Thì bởi vậy. Chứ không được mẹ cha nữa. Dạ nó cơm được mà giờ nó vậy đâu, nó cơm được mà cha ở nhà. Nhỏ này muốn chán mà. Đi quéo quéo quéo. Dạ. Dạ. Con tình cờ thấy bóng xanh đi. Dạ. Dạ. Dạ bây giờ này nè, bánh này nè. Trước rồi đi xin không? Dạ chú xin chùa ba nha. Dạ. Là chú đi xin ha, rồi đi vận động bà con hết. Dạ. Chú chú vận động, động cho cái gia đình này, cái nhà này hả chú ha. Dạ. Chú bị sủ, Trịnh Văn Sủ. Trịnh Văn Sủ. Dạ. Xã Tân Kiều. Chú đó chú là hiện bây giờ chú là làm chữ thập đỏ của báo chấp hành chữ thập đỏ xã Tân Kiều. Dạ. Dạ. Chị trưởng chị hội thập đỏ xã Tân Kiều. Dạ. Dạ con thì chữ thập đỏ của xã Nghi. Dạ. Chú chi hội trưởng chi hội của ấp 1 xã Tân Kiều. Dạ. Trịnh Văn Sủ. Dạ. Vậy là cái nhà này xưa là của từ thiện cho hết chú hen. Dạ. Dạ. Xin không, xin tới Long An. Vậy đó hả? Dạ. Chú Trịnh Sủ nghe. Dạ. Có chụp hình ngoài là chỗ là từ thiện nó có chụp hình chú. Dạ. Dạ. Thì thằng này là ghế, thằng này nó cũng hơi ấy. Bây giờ cái cuộc sống gia đình của cái này bây giờ là con cháu nghiên cứu kỹ nghe. Là tính ít bữa chú ra ngoài là chỗ quá. Dạ. quá bên chùa Hảo hả chú? Ở chùa Hảo. Dạ. Mà chú bàn rồi thì bữa gửi nó về đi chụp hình đó mới đem qua ngoài được. Dạ. Nó cùng hai vợ chồng nó luôn. Dạ. Nói chung sinh nhật chú đi sinh không được. Dạ. Chú Bảy Sủ, Trịnh Văn Sủ. Dạ. Một đi sinh với Nguyễn Văn Lễ, hai thằng đi sinh không. Dạ. Cái căn nhà này chú nhớ kỹ rồi là bao nhiêu năm không? Thầy hỏi gia đình nhớ. Không biết luôn. Không nhớ luôn hả? Để chú về chú hỏi giấy kỹ rồi. Được đỡ trơn rồi. Nhỏ này cũng té rồi. Dạ. Rồi hai đứa này cũng vậy.
Thằng này cũng vậy luôn. Phong giật luôn hả? Không. Ừ. Mới giật quéo. Nó đang đấy, đấy nè. Gần 15 phút rồi, ôi mốt nói gì tiếng cắt luôn. Em đâu, em sợ quá trời, em la làng không luôn. Ừ. Nè, em quay đi. Quay trịnh thủ ấp 1, tên Kiều. Chi hội trưởng, chi hội của chi thủ bảo xã Kiều. Nè nè mấy con nè, nay đây trong đây có rất là nhiều bánh kẹo luôn nè cô ra cây, bánh kẹo nhiều lắm nha cô ra cây. Ở trong có cái sợi dây xích dài thòn lòn chắc dữ dằn lắm này. Sợi dây xích loại có thể ra tới nhà trước luôn á. À, em cho con cũng dây xích kia lắm, xích vợ chị đó, vợ anh đó nè, các con đừng ồn nè. Rồi anh vô trong đi, em vô trong đi. Nè nè đó, ông quà không có nhìn lộn. Ừ, lấy ra đi rồi là rồi. Lấy ra đi rồi chia sau chứ đừng nhìn lộn. Nè lấy ra hết đi con, lấy ra hết đi. Lấy ra thôi chứ đừng có nhìn lộn, để chút xíu rồi chia ha. Nói chung là nhiều lắm đây nè. Đây nè, quá nhiều luôn nè. Cái bọc bánh quá xá luôn. Ừ. Bánh nhiều dữ lắm, cái này bánh nhiều lắm con ơi. Thôi rồi, bọc kẹo này mấy con chắc bị sâu răng luôn. Đây nữa nè, con này kẹo nó gì ta? Kẹo. Kẹo. Quá xá rồi. Nó bao nhiêu kẹo bánh này đó. Thì hai thùng này nó, hai thùng này thì lát để cha con ra đi chú nói. Ơi xé ra đổ con, đổ. Đổ. Rồi sao giờ bánh nhiêu đây ăn đủ không? Ăn được bao lâu? Ăn được bao lâu? Rồi anh lên ngồi đi. Thì cái phần bánh kẹo nói chung là nguyên những cái phần quà này là của chị hai của em á. Rồi đem vô tặng cho gia đình mình, đặc biệt là cái nước yến này ha. Là chị gửi cho mẹ anh nằm viện á. Rồi có ai đi ra bệnh viện thì đưa cho mẹ anh uống ha. Để người thân chăm sóc cho mẹ uống cái đó, nước yến. Rồi. Rồi. Còn đây là một cái thùng hủ tiếu. Còn dưới lại tất cả các bánh kẹo này. Bây giờ Đức Tính mới vừa trở lại thăm gia đình của anh Thiện, chia sẻ cái món quà của chị hai. Hồi nãy thì có Nhung cùng đi, Nhung cũng hỗ trợ được triệu. Thì thay mặt gia đình anh Thiện cảm ơn chị hai rất nhiều đã chia sẻ những món quà yêu thương đến cháu cũng như bà của gia đình. Cái nước yến thì có ai đi ra thăm mẹ anh á, gửi ra cho mẹ uống nha. Chị hai cố tình gửi cho mẹ anh uống cái đó đó. Cái chị ăn nhiều lắm. Dạ dạ. Quá nhiều luôn rồi, cái này ăn bao lâu hết nè? Ăn bao lâu mới hết? Không tháng. Rồi, nhà Đức Tính cũng xin kết lại video từ đây. Xin cảm ơn chị hai rất nhiều. Nhà Đức Tính cũng xin cảm ơn đến những thùng quân trước đây cũng đã chia sẻ yêu thương đến cho gia đình của anh Thiện, như là mình hưởng gia đình anh đi đổ. Xin chúc sức khỏe đến tất cả mọi người. Xin cảm ơn chào.